Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới có nội dung chính như sau. Bà Kamala Harris bác đề xuất tranh luận của ông Donald Trump. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bác bỏ đề xuất của cựu Tổng thống Donald Trump về việc thay đổi thời gian và bên điều phối cuộc tranh luận sắp tới, dự kiến vào đầu tháng 9. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã đồng ý với đề nghị của Fox News về việc tranh luận với bà Kamala Harris vào ngày 4 tháng 9 tới. Theo ông Trump, các quy tắc sẽ tương tự như cuộc tranh luận đầu tiên với Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, điểm khác biệt lần này, cuộc tranh luận sẽ có khán giả đầy đủ và diễn ra tại bang chiến trường Pennsylvania. Ông Trump và ông Biden trước đó đã nhất trí tổ chức cuộc tranh luận thứ hai vào ngày 10 tháng 9 trên ABC News. Tuy nhiên, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã đề xuất chuyển sang Fox News với lý do ông Biden không còn tham gia cuộc đua bầu cử nữa và vì bản thân ông đang trong quá trình kiện tụng với ABC News. Ông Trump thậm chí tuyên bố ông sẽ gặp bà Harris vào ngày 4 tháng 9 tới hoặc không lần nào. Bà Harris hôm 2 tháng 8 đã giành được số phiếu đại biểu cần thiết để giành được đề cử của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Bà có kế hoạch tham gia cuộc tranh luận đã được lên kế hoạch ban đầu vào ngày 10 tháng 9 tới. Chiến dịch tranh cử của bà cũng chỉ trích cựu tổng thống chiêu trò và đang tìm cách rút lui khỏi cuộc tranh luận, dự kiến sẽ phát sóng trên ABC News. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa ông Trump và bà Harris sau khi ông Trump dẫn trước ông Biden với khoảng cách khá xa sau cuộc tranh luận trực tiếp hôm 27 tháng 6. Ông Trump cam kết thân thiện với Iran nếu tái đắc cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng năm nay, chính quyền mới của ông sẽ thiết lập quan hệ hữu nghị với Iran. Theo đài RT, ông Trump có phát biểu trên hôm 16 tháng 8 tại một cuộc họp báo ở bang New Jersey về kế hoạch khôi phục hòa bình thế giới. Tôi không muốn làm điều gì tệ hại với Iran. Chúng tôi sẽ thân thiện. Tôi hy vọng là vậy. Điều đó có thể đạt được, nhưng cũng có thể không. Tuy nhiên, họ không thể có vũ khí hạt nhân. Ông Trump nói sau khi cáo buộc Tehran tài trợ cho phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế Iran, JCPOA, năm 2018, sau khi cho rằng đây là thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước tới nay. JCPOA do chính quyền của người tiền nhiệm ông Trump, Barack Obama, cùng Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh ký với Iran năm 2015 nhằm buộc Tehran thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào họ. Sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận, Tehran đã từ bỏ một số cam kết trong JCPOA và quay trở lại làm dầu uranium. Đầu tuần này, nhóm vận động tái tranh cử của ông Trump cáo buộc các tin tặc Iran đã đánh cắp những tài liệu nội bộ của Mỹ với mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở xứ sở cờ hoa. Một báo cáo tình báo mạng trước đó của tập đoàn Microsoft cũng cảnh báo nguy cơ tin tặc và các trang tin tức giả mạo tình nghi liên quan đến Iran có thể nhắm mục tiêu vào một quan chức có liên hệ với chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Trong một thông điệp tiếp theo trên mạng xã hội Truth Social, cựu tổng thống Trump cũng nhận định Iran đứng sau vụ tấn công mạng vào một trong nhiều trang web thuộc chiến dịch vận động tái tranh cử của ông. Tuy nhiên, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã phủ nhận cáo buộc này, đồng thời quả quyết Tehran không có bất kỳ ý định hoặc động cơ nào để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Theo hãng tin RT, sau cuộc vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin, vào sáng ngày 17 tháng 8, ông Vance đã lên chiếc máy bay được gọi là Trump for Two để trở về bang Ohio. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh, phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và quay trở lại thành phố lớn nhất của bang Wisconsin, nơi máy bay được đội kỹ thuật dưới mặt đất và lính cứu hỏa kiểm tra. Phi công thông báo xảy ra trục trặc ở chốt cửa. Ngay sau khi vấn đề được giải quyết, máy bay đã thực hiện lại chuyến bay như dự kiến ban đầu, trở về Cincinnati. Phát ngôn viên của ông Vance là bà Taylor Van Kurz cho biết thêm sự cố đã khiến chuyến bay bị trì hoãn khoảng 1 giờ. Đầu tháng 8, Trump 41, một chiếc Boeing 757-200 thuộc sở hữu của công ty cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phải chuyển hướng trên đường tới một cuộc vận động tranh cử ở Montana do sự cố máy móc. Khi máy bay đang hướng đến Bozeman, nơi ông Trump tổ chức một cuộc vận động tranh cử, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Billings, hai thành phố ở bang Montana nằm cách nhau khoảng 225 km. Giới chức sân bay ở Billings cho hay, việc máy bay của ông Trump phải chuyển hướng là do các vấn đề máy móc không xác định. Tuy nhiên, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã không đề cập đến vụ việc trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội ngay sau đó. Ông Trump đã tiếp tục tới thành phố Bozeman trên một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng ngày 11 tháng 8, The Washington DC đã hé lộ lý do bản thân dừng tranh cử, cũng như đưa ra một số nhận định
về cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới trong chương trình CBS Sunday Morning được công chiếu vào sáng ngày 11 tháng 8. Ông Biden đã hé lộ người dẫn chương trình Robert Costa về lý do bản thân đưa ra quyết định mang tính lịch sử khi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông làm ứng cử viên Đảng Dân Chủ để đối đầu với đối thủ Donald Trump tới từ Đảng Cộng Hòa. Ông Biden nói, cuộc đua giữa tôi và ông Trump sẽ sát nút và diễn ra quyết liệt cho tới phút chót. Dù vậy, màn tranh luận đầu tiên có phần lép vế trước đối thủ Đảng Cộng Hòa đã khiến cho nhiều nghị sĩ Dân Chủ ở Lưỡng viện Mỹ nghĩ rằng tôi làm tổn thương họ. Tôi lo ngại rằng nếu bản thân tiếp tục tham gia cuộc đua thì đó sẽ là chủ đề được mang ra bàn tán. Đó sẽ là một sự sao nhãng. Tổng thống Biden sau đó nhận định rằng nếu ông Trump thắng cử thì điều đó sẽ nguy hiểm khi ông ấy là mối nguy hiểm thực sự với an ninh của nước Mỹ. Đối với ứng viên Dân Chủ Kamala Harris và phó tướng của bà là thống đốc Minnesota Tim Walz, ông Biden đưa ra nhiều lời khen ngợi và gọi đó là một đội tuyệt vời. Tôi thường xuyên nói chuyện với Harris, thông qua đó tôi được biết ông Walz là một người tuyệt vời. Có thể nói, nếu chúng tôi cùng lớn lên trong một cộng đồng, thì chúng tôi sẽ làm bạn bè. Ông Walz là mẫu người thực tế và thông minh. Tôi nghĩ bà Harris và ông Walz sẽ là một đội tuyệt vời. Ở phần sau của cuộc phỏng vấn, ông Biden nêu khả năng thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza sẽ được ký kết trước khi bản thân rời nhiệm sở. Cụ thể, ông chủ Nhà Trắng cho hay, kế hoạch mà tôi đề xuất đã được các quốc gia trong nhóm G7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành về tính khả thi và tôi đang nỗ lực mỗi ngày để đảm bảo căng thẳng không leo thang thành một cuộc chiến trong khu vực. Bà Harris tiếp tục gia tăng sức mạnh trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc và tại những bang chiến địa của Mỹ cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục gia tăng sức mạnh trước đối thủ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo kết quả khảo sát công bố ngày 9 tháng 8 của 538, một trang web phân tích thăm dò ý kiến hàng đầu, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump 2,1 điểm về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trên toàn quốc. Tính trung bình tại các bang còn dao động, nữ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đang dẫn trước 2 điểm ở Michigan, 1,1 điểm ở Pennsylvania và 1,8 điểm tại Wisconsin. Cựu Tổng thống Cộng hòa Trump dẫn trước chưa đến 0,5 điểm ở Arizona và 0,5 điểm tại Georgia. Tại các bang chiến địa không có đủ cuộc khảo sát để tính điểm trung bình, ông Trump dẫn trước khoảng 3 điểm ở Bắc Carolina và hai ứng viên ngang bằng nhau ở Nevada. Đáng chú ý, tại Nevada, các cuộc khảo sát gần đây của CBS và Bloomberg cho thấy bà Harris dẫn trước 2 điểm, trong khi tờ Nevada Independent ngày 9 tháng 8 đưa tin nữ phó tổng thống hơn đối thủ tới 6 điểm tín nhiệm trong một cuộc thăm dò mới. Theo báo Guardian, bà Harris, 59 tuổi, đã thay đổi cuộc đua vào Nhà Trắng kể từ giữa tháng 7 khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, cuối cùng đã nghe theo lời kêu gọi của chính Đảng Dân Chủ của mình để từ bỏ tái tranh cử và nhường chỗ cho một ứng viên trẻ hơn đối đầu với ông Trump, 78 tuổi. Ông Biden đã công khai ủng hộ nữ phó tướng thay mình đấu chung kết với gương mặt đại diện Đảng Cộng Hòa. Chuyên gia Amy Walter thuộc Tổ chức Nghiên cứu Phi Đảng Phái Báo cáo Chính trị Cook phát biểu với hãng thông tấn PBS hôm 8 tháng 8 rằng trước khi bà Harris ra tranh cử Tổng thống, ông Biden đã tụt lại phía sau đáng kể, không chỉ ở tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, mà còn ở những bang chiến địa, ví dụ như gần 6 điểm ở Georgia và Nevada. Hiện giờ, trong thời gian bà Harris tham gia cuộc đua, bạn đã thấy những con số đó đã thay đổi khá đáng kể về phía nữ chính khách này. Điều này phản ánh những gì chúng ta đang thấy trong cuộc thăm dò toàn quốc, bà Walter nói. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý, xu hướng trên không biến những bang chiến địa từ ủng hộ ông Trump thành ủng hộ bà Harris. Thay vào đó, nó ám chỉ cuộc đua không còn nghiêng với ông Trump như hồi cuối tháng 7 nữa. Và đó là lý do tại sao giới quan sát gọi cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 là cuộc đua ngang tài ngang sức.